đây có tương thâm nè, tay theo kiểu như nè, có hồ nữ. Ồ, cái chiếc xe Honda bằng đất sét đó, chở cái gì này đang đứng đó, xe mô tô ha. Rồi ở đây có thôi cháu biết chưa cái gì luôn bên kia ở suối nước thả xuống. Rồi, cà phê. Đây chắc là cái lô cốt hồi xưa đấy. Nên là thành thằng mong nghĩ mà cũng chả biết cuộc. Đi thăm quan ai người ta chỉ mình đi thăm mèn. Đây. Không biết cái cục gì đây. À những cái tòa nhà. Đó. Cái gì luôn. À đây là cái điện thoại. Điện thoại nè. Bên đây là cái xóm cái gì đây. À xe ngựa. Đó xe ngựa. Ngựa kéo. Đó. Rồi cái này là không biết cái gì. Đây xe hơi. Đây là chiếc xe hơi. Đứng chưa? Đứng luôn. Đây là tòa thành. Chắc là của Pháp hay của Ý gì đó. Không biết rồi.